tổng thể nó liền lại. Chẳng biết qua làm cái phòng karaoke em khác nghe. Karaoke em đọc lại. Năm sau anh thiết kế là cho hai hệ thống đèn, một hệ thống đèn ánh sáng trắng, một hệ thống đèn ánh sáng vàng. Ánh sáng trắng nó cũng không có không ái lắm đâu, cái là mình hồi xưa giờ mình làm nhà nghèo cái rồi mình ngại, giờ bắt đầu nhà người ta giàu lên rồi đó, hai hệ thống cái âm đèn bật ánh sáng vàng phải công tắc ánh sáng vàng. Nếu mà vậy anh thì là mình chơi bóng đèn ha. Đấy đó, đúng rồi. Mình chơi bóng đèn hai chế độ. À cũng được, nhưng mà anh không, cái đó anh chưa có rành lắm. Chứ biết là anh nghĩ là nó sống mà tráng vàng luôn vậy. Vậy là bữa nào lên chỗ quà, quà là ba màu luôn. À. Nhưng mà công tắc thì sao? Cũng một công tắc đó thôi. À. Anh bật lên là thứ nhất là tắt, tắt bật lại là dạng tắt, bật lại là màu tím, màu xanh gì đó. À, đó, đó, dạng đó đó. Có thể cái này cái hộp nấu không ta? Dạ. Hộp nấu này phải không? Nấu à, nấu chế. Đậu phần cái chế là nấu cái hai. À, cái đó là cái gì ạ? Thì chỉ cần cho cái đế thôi, xong rồi mình là mình mua cái mặt bếp mình bếp lại. À. Thì nó gọn hơn so với là cái hộp nấu. Snyder nhận ra cái mệt mỏi được vậy. Hệ thống điện nữa nè, là ví dụ như là em là biết phận mấy năm nay nó có cái đầu à, điện phận hay cái hơn tăng là công tác anh chưa đưa gì đầu dường hết, học mình thiết kế thì không có. À. Em chơi cho anh nè. Nhưng mà ngoài cửa vô cũng có một công tác chứ. Một công tác chủ đạo đấy. À. Vô anh bật cái công tác này trước. À. Vô đây, mọi thứ là đấy. À đúng rồi. Đó nên cái đó hai chứ tự nhiên vô đây chứ qua cần sáng đi nhà chứ. Cầm cầm cái đại này. Cái tủ đây mở mã mà thêm cánh rồi thì ok em sao bảo phạm chút đây. À, đó đi em à, đại khái đây giống nhau mà đây bây giờ thằng đó mở được không chân trắng á cái đây nó vẫn lì giảm trắng không bản lề cái giấm trắng không? Đám rầm vô thử coi. À, cái gì mạnh đấy, ảnh rồi đó. Kì, bút cái gì phá đi, giấm trắng đấy. Rồi, để vô. Học nó vô. Không giấm trắng à? Không rồi. Rồi cái mạnh lên, cái mạnh ra, cái đó cái mạnh ra. Hay cái này này, để biết nó có gì không đó. Rồi rồi hết rồi đó. Là cái tủ điện các thứ camera rồi bàn thống các kỹ thuật á đúng còn trang điểm này các bạn gọn nhẹ quá nè anh chị này các bạn bình dân quá tiền nhưng mà bình dân Thank you.